Quang Vịnh Hà bị bắt gặp trên phố, chụp ảnh cùng người hâm mộ, diện mạo trẻ trung dù không trang điểm. Quang Vịnh Hà, 60 tuổi, là nữ diễn viên đầu tiên của TVB nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng và được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm qua, cô gần như rút lui khỏi màn ảnh và không còn nhận vai diễn mới, chỉ thỉnh thoảng tham gia quảng cáo. Kể từ khi kết hôn với nam diễn viên nổi tiếng Trương Gia Huy, Quang Vịnh Hà đã tập trung vào việc chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái. Khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, gần đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh chụp với Quang Vịnh Hà mà họ tình cờ gặp phải tại một trung tâm thương mại ở Hồng Kông. Bài viết lập tức thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề nóng. Người dùng viết, gặp Quang Vịnh Hà trên đường phố Hồng Kông, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một ngôi sao, lại là ở Hồng Kông. Trong bức ảnh, Quang Vịnh Hà mặc áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai và trông rất trẻ trung. Điều đáng chú ý là cô xuất hiện với mặt mộc, vẫn tự tin chụp ảnh cùng người hâm mộ. Làn da của cô vẫn mịn màng và căng bóng, sức khỏe tốt đến mức khó tin rằng cô đã bước vào tuổi 60. Trương Gia Huy từng đề cập đến việc vợ mình không còn đóng phim trong chương trình của Trịnh Du Linh. Anh chia sẻ, tôi không trực tiếp hỏi cô ấy về việc này. Sau khi kết hôn và có con, cô ấy cũng đã trở lại TVB để đóng phim, nhưng có nhiều việc không phải, tôi không ngăn cản cô ấy. Trần Hào bị bắt gặp tại cửa tiệm massage, vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nam diễn viên nổi tiếng 53 tuổi, Trần Hào, đã kết hôn với Trần Nhân Mỹ vào năm 2013 và hiện có 3 người con. Con trai lớn Trần Tử Diệp, con trai thứ hai Trần Hào Phong và con gái Úc Camila. Trần Nhân Mỹ hiện sống cuộc sống của một bà nội trợ, tập trung vào việc chăm sóc gia đình, trong khi Trần Hào chăm chỉ làm việc để nuôi dưỡng gia đình. Một gia đình 5 người rất hạnh phúc, với Trần Hào là trụ cột chính lo việc ngoài và Trần Nhân Mỹ chăm sóc việc nhà. Gần đây, Trần Hào đã từng khiến người hâm mộ lo lắng khi các bức ảnh chụp cùng người hâm mộ cho thấy anh gầy gò, với cổ và xương gò má lộ rõ, khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh. Có người còn cho rằng anh có dấu hiệu lão hóa nhanh chóng do làm việc quá sức. Tuy nhiên, những bức ảnh sinh nhật gần đây của anh cho thấy tình trạng sức khỏe đã cải thiện nhiều và anh trông khá tốt. Gần đây, một người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng Trần Hào và viết, ngôi sao Hồng Kông đến cửa tiệm massage của chúng tôi. Rất hồi hộp, ngôi sao Hồng Kông bị bắt gặp. Đây là cửa tiệm massage dành cho cả gia đình. Từ địa chỉ IP của người dùng, có thể thấy rằng Trần Hào đã đến một tiệm massage tại Quảng Đông, nơi là một cơ sở uy tín và phù hợp cho cả gia đình. Trong bức ảnh, Trần Hào tỏ ra thân thiện và cười tươi khi nhìn về phía máy ảnh. Có vẻ như anh đã tranh thủ thời gian rảnh để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Trương Quốc Vinh sinh nhật 68 tuổi, 12 câu chuyện về anh mà bạn có thể chưa biết. Ngày 12 là ngày giỗ 68 tuổi của Trương Quốc Vinh. Khi anh rời khỏi thế gian, rất nhiều người thuộc thế hệ 9X và 2K vẫn còn rất trẻ, thậm chí chưa chào đời, nên những câu chuyện về anh chỉ được biết một cách hời hợt. Để giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về anh, tạp chí Khai Quán đã tổng hợp một số bí mật ít được biết đến của ngôi sao huyền thoại này. Vào thời kỳ đỉnh cao, Trương Quốc Vinh nổi tiếng khắp châu Á. Năm 2010, anh còn được đài CNN của Mỹ bình chọn là một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất trong lịch sử. Thực tế, ngoài sự nghiệp rực rỡ, anh còn có nhiều câu chuyện ít được biết đến. Thế hệ mới có thể qua đó hiểu rõ hơn về ngôi sao này, người đã luôn mang trong mình sự ấm áp và nhân ái. 12 bí mật về Trương Quốc Vinh mà thế hệ trẻ chưa biết. 1. Ban đầu tên tiếng Anh là Bobby. Tên tiếng Anh của Trương Quốc Vinh là Leslie, lấy cảm hứng từ nam diễn viên người Anh Leslie Howe trong bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió. Trong buổi biểu diễn chia tay năm 1989, anh từng nói, hồi nhỏ tôi thực sự tên là Bobby, nhưng tôi sợ bị người ta hiểu lầm là một loài động vật khác, nên tôi đã đổi sang một cái tên có phần sexy hơn. 2. Đã từng học qua 3 trường trung học. Trương Quốc Vinh học lớp 6 tại trường trung học Phật giáo Hoàng Phụng Lăng ở Đồng La Loan. Sau đó, anh chuyển sang trường Rosario ở Đua Mã Địa, học lại từ lớp 6 và tốt nghiệp lớp 9. Sau đó, anh sang Anh du học và trúng tuyển vào Đại học LIT, chuyên ngành dệt may. Tuy nhiên, khi học năm nhất đại học, anh phải quay về Hồng Kông do cha bị đột quỵ. Anh chuyển vào học lớp 11 tại trường trung học Anh ngữ Wellington, chi nhánh đường High Street, và học lại môn tiếng Trung. 3. Khả năng tiếng Anh còn tốt hơn cả giáo viên. Trương Quốc Vinh học tiểu học tại trường St. Louis. Anh từng 2 lần đoạt giải vô địch ngâm thơ tiếng Anh,
và có thể đọc trôi chảy các tác phẩm gốc của Shakespeare. Khi lên trung học, gia đình đã gửi anh sang Anh du học. Anh đạt điểm A môn tiếng Anh trong kỳ thi A-level tại Anh. Sau khi về Hồng Kông học lại trung học, hiệu trưởng khen rằng khả năng tiếng Anh của anh còn ngang ngửa với giáo viên. 4. Tự tiết lộ mất trinh năm 13 tuổi. Trong một buổi phỏng vấn với chương trình Đêm nay không phòng bị, Trương Quốc Vinh từng tiết lộ rằng anh đã mất trinh khi 13 tuổi, nhưng không chia sẻ thêm chi tiết nào khác. 5. Mẹ của Mạc Văn Quý là người phát hiện tài năng. Năm 1977, Trương Quốc Vinh tham gia cuộc thi Đại hội ca hát âm nhạc châu Á lần thứ nhất do Đài truyền hình Lệ tổ chức và giành giải nhì. Mẹ của Mạc Văn Quý, bà Mạc Hà Mẫn Nghi, chính là một trong những giám khảo của cuộc thi đó. Khi thử giọng, bà Mạc, lúc đó là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Hoàng Tịch Chiếu, đã ngay lập tức ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và giọng hát của Trương Quốc Vinh. Và bà đã chấm điểm cao, giúp anh lọt vào vòng trong một cách thuận lợi. 6. Suốt đời làm đại diện cho 4 thương hiệu. Trương Quốc Vinh từng là đại diện cho 4 thương hiệu, bao gồm chuỗi nhà hàng nhanh Đại Gia Lạc, phim màu Konica, Pepsi và sô-cô-la To Diêu của Hàn Quốc. Trong đó, trong quảng cáo của Đại Gia Lạc, anh chỉ xuất hiện ngắn ngủi 5 giây và nói câu "Đi vì bạn làm đủ 100 điểm", và câu nói này sau đó trở thành slogan của thương hiệu. Đặc biệt, Trương Quốc Vinh còn là đại diện đầu tiên của Pepsi tại khu vực châu Á. 7. Sô-cô-la Hàn Quốc nổi tiếng nhờ anh. Thương hiệu sô-cô-la To Diêu của Hàn Quốc ban đầu không nổi tiếng, nhưng sau khi Trương Quốc Vinh làm đại diện vào năm 1989, doanh số bán hàng đã tăng vọt đến 300% trong vòng một năm, nhanh chóng trở thành thương hiệu sô-cô-la bán chạy nhất tại Hàn Quốc. Có sinh viên Đại học Hàn Quốc đã nghiên cứu và hỏi người tiêu dùng thời đó về ấn tượng của họ đối với To Diêu. Phần lớn đều trả lời Leslie Cheung, cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của anh đến người tiêu dùng. 8. Giúp Trương Vệ Kiện bằng cách nhận là em họ. Khi Trương Vệ Kiện mới ra mắt, anh từng bị nhầm là em họ của Trương Quốc Vinh. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Trương Quốc Vinh đã đính chính rằng họ không phải anh em họ. Thực tế, hai người đã quen biết nhau từ lâu. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Trương Vệ Kiện, phải gánh vác trách nhiệm gia đình, Trương Quốc Vinh đã giới thiệu anh đi hát tại một số nhà hàng và nhận anh làm em họ để mọi người dễ dàng giúp đỡ hơn. 9. Công khai thừa nhận là song tính. Trương Quốc Vinh từng hẹn hò với các nữ diễn viên như Nghê Thi Nhã và Mao Thuấn Quân. Sau đó, anh công khai mối quan hệ với Đường Đường, Đường Hạc Đức. Trong một cuộc phỏng vấn với Time Asia vào năm 2001, anh cho biết mình là người song tính. 10. Hứa với người hâm mộ về quán cà phê. Trong buổi diễn chia tay năm 1989, Trương Quốc Vinh từng hứa rằng sau này anh sẽ mở một quán cà phê và những người hâm mộ có vé của buổi diễn sẽ được đổi một ly cà phê miễn phí. Đến năm 1996, lời hứa này đã thành hiện thực khi anh hợp tác với chủ khách sạn Windsor để mở một quán cà phê tên là Vì Em Si Tình tại đường Vu Thi Sần, Đồng La Loan, Hồng Kông. 11. Lên tiếng bảo vệ diễn viên bị bạo hành gia đình. Theo Nhân dân Nhật Báo, diễn viên Bạch Ngọc cho biết trong quá trình quay Bá Vương Biệt Cơ, Trương Quốc Vinh đã phát hiện một diễn viên đóng thế, cô Lý, bị chồng, một nghệ sĩ kinh kịch, thường xuyên bạo hành. Khi thấy vết thương của cô, Trương Quốc Vinh đã dừng cảnh quay và gọi cô Lý lại, yêu cầu cô giơ tay lên, để mọi người nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người cô. Anh nói trước mặt mọi người, là không ai được phép đánh phụ nữ như vậy. Dù anh ta là ai, cũng không được phép tàn nhẫn như thế với người khác. Hành động của anh đã gây sốc cho toàn bộ đoàn làm phim. 12. Thầm lặng thăm người hâm mộ bị ung thư giai đoạn cuối. Theo một bài viết trên Facebook, có người từng chia sẻ lại câu chuyện từ cuốn sách Cùng Nhau Đi Qua 35 năm của Bệnh viện Liên Hợp năm 2009, trong đó kể rằng vào năm 1988, Trương Quốc Vinh đã thầm lặng đến thăm một người hâm mộ nam 19 tuổi bị ung thư xương giai đoạn cuối. Anh hứa sẽ gọi điện động viên hàng ngày và chỉ yêu cầu bệnh viện giữ bí mật, không tiết lộ cho truyền thông. Khi người hâm mộ này qua đời, anh cũng đã gửi vòng hoa để tỏ lòng thương tiếc.